quên bo chạy chương trình đi nè. Nữa. Trời ơi, không thể mấy cốc xong luôn á. Hello, xin chào mọi người, chào mừng người đã quay lại chương trình Seven Share Livestream với Quang Bo. Trợ lý ơi, bạn bớt ập mình đi. Mình đâu có lỗi với bạn đâu, sao bạn cứ ập mình những lúc mà mình đang mấy cốc vậy. Hả? Này, mình đỏ phọt má một chút xíu là vừa mấy cốc vừa nói chuyện nha. Nhưng mà mỗi lần gì mình không có chủ đề trong đầu. Rồi, thì chủ đề không có, hôm nay mình đưa ra chủ đề cho bạn nói. Wow. Nha. Đó là, thì bữa giờ là mình cũng thấy là mọi người ai cũng ở nhà và cũng nói một cái từ mà nghe quá nhiều luôn rồi, đó là buồn quá, chán quá rồi. Thì chúng sẽ nói về nếu mà thật sự mà trong vài ngày nữa mà tình hình dịch được kiểm soát á, và chúng ta được trở lại với cái nhịp sống, nhịp làm việc bình thường, thì những cái điều gì mà các bạn và bản thân Bo sẽ muốn làm khi mà bắt đầu trở lại với nhịp sống bình thường. Nói chung là nếu như mà hỏi riêng về Quang Bo thì Quang Bo sẽ hơi trả lời khác cho mọi người chút xíu. Nghĩa là mọi người sẽ thường hay nói rằng là tôi sẽ đi làm lại hay là gì đó, hoặc là tôi sẽ bắt đầu vào công việc hay là kiểu đợi lại các kiểu. Tại vì công việc của Quang Bo thì cũng phải đợi người ta chứ Quang Bo cũng không được quyết. Nghĩa là Quang Bo cũng phải đợi lịch quay rồi lịch sắp xếp sản xuất trở lại bình thường, chứ không phải là Quang Bo muốn tự ý là đi quay là đi quay được. Thành thử ra cái công việc đầu tiên của cái ngày mà chính thức gọi là hết dịch và chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường, đó chính là khi con Bo sẽ chạy ra ngoài quán cà phê. Tổng cộng là có 3 quán. Quán đầu tiên là Malai Coffee trên đường Trần Hưng Đạo. Quán thứ hai là cà phê Thức ở Hoa Hồng Phan Xích Long. Và quán cà phê thứ ba đó chính là quán Starbucks ở đường Hàng Thuyên ở trung tâm quận nhất. Đó chính là 3 quán cà phê mà con Bo thường xuyên lui tới. Và chắc chắn một điều là con Bo sẽ chạy ra ngoài, có thể đi một mình hoặc có thể đi với bạn bè, để mà gọi là nhìn ngắm mọi người trở lại với nhịp sống bình thường, cũng như là bản thân mình sẽ bắt nhịp lại. Nói thẳng cho mọi người biết luôn là con Bo rất là thích cái mùi latte, mùi cà phê sữa. Tại vì nói chung là nó giống như là gọi là sao ta, mình bị ghiền á. Không có nói mỗi ngày mình cảm thấy rất là thiếu luôn, nhưng mà tình hình là các quán mà con Bo vừa kể ngoại trừ Starbucks ra thì còn lại đều đóng cửa. Thì ra con Bo rất là thèm và rất là nhớ cái mùi cà phê. Nói chung là hơi thực dụng một chút xíu. Và cái việc mà sau cái việc dịch như thì mọi người đều nhận ra cái chuyện mà mỗi ngày mà chúng ta thấy quen thuộc đó là lê la hàng quán đi, thì đến bây giờ nó lại trở thành một cái điều nó hơi là bị xa xỉ luôn. Nói thiệt ra là con người của mình là phải để mất rồi mới thấy tiếc. Nói chung là không phải chỉ riêng Quang Bo đâu, mà là rất nhiều bạn, đặc biệt là những bạn mà làm ở lĩnh vực freelancer hay lĩnh vực tự do á, là mọi người sẽ rất là thèm mùi quán cà phê. Tại vì sao? Tại vì cái mùi quán cà phê nó có nhiều cái sức sáng tạo lắm, thành cái không gian nó rất là quan trọng. Hồi xưa mình cứ nghĩ rằng là mình đến cái quán đó chắc là bởi vì món nước hoặc là vì gặp bạn bè, nhưng mà sau này mình mới hiểu rằng là mình đến đó là bởi vì không gian. Có nghĩa là sau này Quang Bo vẫn gặp bạn bè, vẫn có thể mua nước và đi bộ, nhưng mà rõ ràng cái cảm giác nó sẽ không bằng khi mà mình ngồi quán. Cho nên là sau này mình mới nhận ra rằng là đôi khi mình đến cái quán đó là bởi vì không gian. Vì có, và có những cái quán cà phê mà nó sẽ tạo cái mood cho người đúng ta. Đúng rồi, đặc biệt là Starbucks. Starbucks là một nơi mà tạo mood cực kỳ hay, tại vì cái mùi cà phê trong đó rất là kiểu ý á. Thành thử ra cái mùi cà phê trong đó rất là tuyệt vời, và mỗi lần mà làm việc ở đó hoặc là gặp bạn bè ở đó là nó là một cảm giác rất là fresh. Và thường thì Quang Bo hay hẹn hò ở đó. Và những cái bàn mà những cái buổi mà gặp mặt á, không đơn thuần chỉ là gặp mặt để mà vui vẻ vui chơi không thôi, mà là có khi là cả những công việc nữa. Đúng và rồi. Cũng từ những cái buổi mà cà phê là sẽ ra ý tưởng rất là nhiều. Đúng rồi. Và sẽ tạo dựng lên rất là nhiều mối quan hệ. Thì thật sự là nhóm kịch của tụi mình á, đó giờ mỗi lần mà họp hoặc là đưa ý tưởng này kia ra với nhau á, đều là phải là sẽ chọn cái quán cà phê rất là phù hợp với tất cả mọi người. Đúng rồi đó. Rồi, xong rồi nếu mà bây giờ xong rồi, uống nước xong rồi thì mình sẽ làm gì nữa nếu mà hết dịch? Uống nước xong rồi thì chắc chắn là trong quá trình uống nước, Quang Bo sẽ làm hoàn tất cái kịch bản đang ấp ủ. Tại vì Quang Bo có một cái dự định rằng là sau dịch, không phải là sau dịch nữa, tôi có dự định từ hồi đầu năm rồi. Nghĩa là Quang Bo, đúng rồi, từ hồi Tết là đã bắt đầu lên plan này kia các kiểu, là để qua Tết là mình sẽ bắt đầu mình sẽ triển khai một cái vở kịch thật là ngon lành, thật là đình đám, quy tụ hết tất cả các bạn diễn viên về để mà có thể làm một vở kịch để kỷ niệm sinh nhật nhóm kịch 2 năm. Thì đùng một cái dịch xảy ra, thì thật ra bây giờ hiện tại Quang Bo đang khá là bị tụt mút á. Bạn trợ lý cứ hỏi Quang Bo hoài là tại sao không viết tiếp cho xong cái kịch bản đó đi. Nhưng tại vì sao, không gian ở nhà không thể nào đáp ứng được cho mình cái điều đó. Thì thật ra là mình đang đợi xong dịch một cái mình sẽ hoàn tất cái kịch bản đang dang dở, và mình sẽ triển khai liền để mà cho mọi người sẽ trở lại sân khấu. Thực sự Quang Bo rất là nhớ sân khấu kịch rồi mọi người. Rồi, vậy thì và các bạn ơi, nếu như mà các bạn nào mà đang có những cái ý định mà sau dịch sẽ làm gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới nha. Rồi, thì ngoài ra thì có những bạn còn có ý định là sẽ đi du lịch nữa, Quang Bo nghĩ gì về vấn đề này nè? Quang Bo nghĩ là mình khoan đi nè.
Tại vì cái thời điểm này á, tuy là có thể là có thể là ngày 16 này sẽ là tuyên bố là mọi thứ hoạt động là bình thường, cũng có thể là sẽ kéo dài hơn, nhưng mà theo quan báo khuyên thì mình nên ở yên bất động cho đến tháng 6. Tháng 6 sẽ là khoảng thời gian đủ an toàn. Tại vì thật sự rằng là chúng ta vẫn chưa có thể nào gọi là kiểm soát dịch được đâu. Khi mà vaccine chưa có thì có nghĩa là chúng ta vẫn chưa thể nào kiểm soát dịch được. Mọi người nên lưu ý điều này. Và khoan vội hẳn đi xa. Tại vì đi xa nó sẽ mang rất là nhiều bất cập. Chúng ta chỉ nên bắt đầu trở lại nhịp sống bình thường, bắt đầu tăng cường làm việc nhiều hơn, chứ không phải là chúng ta đang tranh thủ khoảng thời gian mà vừa hết dịch cái chúng ta đi chơi liền. Nó sẽ rất là nguy hiểm. Tại vì thật sự rằng chúng ta vẫn chưa hề biết được là các bệnh nhân đã được chữa Đúng khỏi rồi. corona chắc chắn gì họ được sắp tới họ không bị tái lại. Và khoảng thời gian họ tái lại rất lâu, có người đã tái lại sau 2 tuần. Thành thử ra chúng ta vẫn chưa thể nào biết được đâu là khoảng thời gian chính xác để an toàn. Thành ra Quang Bao nghĩ rằng tốt nhất mọi người vẫn nên gọi là ở trong cái nội địa và khoan hẳn xuất ngoại. Và đây là cái lời khuyên dành cho tất cả các bạn cũng đang xem chương trình luôn, tại vì thật sự là có những bạn có ý định là sẽ về quê chơi, hoặc là từ từ quê mà chúng ta sẽ đi đến những cái vùng đó du lịch thì giá du lịch ngoài rất là rẻ. Đúng Các bạn là rồi. dự định trong lúc mà vẫn chưa mà đi làm lại hoặc là hoạt động lại trong Nhưng cái mà tháng mình 4 này á, nên mình nghĩ rằng sẽ nếu đi như mà tiếp. các bạn không có công việc thì các bạn nên ở yên ở cái vùng đó, vùng các bạn ở. Tại vì thật sự là bây giờ chúng ta càng đi thì chúng ta sẽ càng nguy hiểm, rồi lúc đó nó tái lại nữa, rồi mắc công lại lại phải phòng chống tiếp này kia. Chúng ta nên giữ cái khung đó cho đến tháng 6 là sẽ Rồi ổn nhất. đố anh Ba một cái điều mà khiến đông đảo hầu như là các bạn trẻ đang mong muốn khi mà hết dịch thì sẽ trở lại sẽ làm điều gì anh Ba biết không? Điều gì vậy? Ra phòng gym. Đúng Ê, những rồi. bạn mà quen tập thể dục thể thao mỗi ngày rồi đó, bây giờ là các bạn đang bị chảy xệ bởi vì Đúng rồi. ở nhà và ăn ngủ đều đặn 3 ngày mỗi cửa và ngủ rất là sớm luôn nha mọi người. Đó. Thì nói chung đây cũng là một cái thực chất là nó tiết lộ cho mọi người luôn là Quang Bao cũng vừa mới được tặng một cái thẻ tập gym miễn phí trong vòng 1 năm ở City Gym. Thì Quang Bao được tài trợ miễn phí 1 năm đấy, và vừa nhận cái thẻ xong một cái là dịch. Thành thử ra là vừa qua dịch xong là con bo sẽ bắn ra ngoài đó và bắt đầu trải nghiệm, và cũng như là sẽ nâng cấp cơ thể bản thân mình cho nó săn chắc hơn, nhất là sau một cái chuỗi ngày mà Tết mà nó liền với dịch thì mọi người có biết là cơ thể mình đã cảm thấy rất là buồn bã và cảm thấy rất là chán nản lắm rồi. Và con bo cũng hy vọng rằng là những cái kế hoạch mà mọi người ấp ủ rằng là năm 2020 sẽ là một năm bùng nổ, mọi người đừng nghĩ rằng là cái dịch này nó sẽ làm cản trở mọi người, mà khi hết dịch thì hãy tận dụng cái khoảng thời gian sau đó và tăng tốc gấp đôi, gấp ba lần để mà có thể thực hiện được những mục tiêu của bản thân trong năm nay. Thí dụ như combo đi, năm 2020 này mình tự nhận rằng là ôi phải là cái gì đó rất là bùng nổ, rất là đột phá, nhưng mà cuối cùng thì mình cuộc sống này nó không dễ dàng chút nào, nhưng mà mình đã quyết định là mình đã có những cái plan, mình đã lập hết những cái plan là sẽ làm gì làm gì làm gì. Và sang năm ấy, lộn, sang dịch cứ lộn, và sang năm cứ tưởng Tết hoài nha. Thì nói chung là hết dịch thì Wombo sẽ tăng tốc làm những cái mà bản thân mình đã ấp ủ trong suốt nửa năm vừa qua, cũng như là bị hoãn lại trong suốt nửa năm vừa qua, và mình sẽ tăng tốc để mình làm lại. Và các anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp cũng chắc là trong thời gian dịch này cũng mọi người cũng đã lên ý tưởng rất là nhiều Trời đó, ơi, lên ý nên tưởng nhiều nè, chắc doanh là thu nhiều nè, đó sản phẩm mầm đó. Nó thiệt ra luôn là sau dịch thì mọi người cứ an tâm đi, sản phẩm sẽ đầy ra luôn á. Theo quan ba biết là như vậy, tiết lộ chút xíu cho mọi người thôi. Tại vì hiện tại cái điện thoại của quan ba đó là đang đựng rất nhiều những bản demo của những nhà ca sĩ, nhạc sĩ. Và quan ba cảm thấy rằng là chỉ cần sau dịch thôi mọi thứ sẽ rất mọi là người đều đã. phải tăng tốc trở Đúng lại, rồi, tại vì mọi thật người sự đều là phải tăng tốc trở mất tới lại. gần nửa năm để mà hả ấp ủ đúng không mọi người đó. Còn ra thì giờ nếu mà đi xong hết tất cả mọi thứ thì giờ chúng ta đến với ẩm thực đi, thì cái điều mà quanh bo muốn chạy đến ăn ngay lập tức là những cái địa điểm mà quanh bo mà nghĩ mà đó giờ mình ăn bình thường mà giờ tới dịch là thèm quá mà không được ăn nè. Thật sự là bởi vì cái công việc của mình là công việc review á, là mỗi ngày 4 diễn mình cũng ra một quán rồi, hiểu không? Thành thử ra là cái nhân dịp dịch này thì lộn, cái dịp dịch này á, thì mình cũng chỉ là kêu tới nhà thôi, thì nó chỉ có khác cái mô hình là đi giao tới thôi đấy. Thành thử ra nếu như mà con bao vừa xong một cái thì con bao chắc chắn là sẽ chạy ra một cái quán ăn ven đường, hiểu không? Cái cảm giác ngồi lề đường, cái cảm giác ngồi ăn lề đường nó không có, đúng không? Nếu như mà mình hỏi rằng là mình thích quán nào thì ra, tại vì mỗi ngày mình một quán mới mà, nữa ra mình cũng chả biết mình thích món quán nào đâu. Nhưng mà mình sẽ chạy ngay một cái quán lề đường, bất kỳ món nào cũng được. Mình sẽ ngồi và mình thưởng thức, mình sẽ cảm nhận dòng xe qua lại, mình sẽ cảm nhận tiếng nói, người cười nói, thì nó cảm thấy rất là fresh, rất là tuyệt. Thật sự là có những người bạn nói là tại vì đó giờ mà trước dịch đó thì hả một buổi tối có thể là chỉ với một cái ly nước các bạn hãy ngồi hàn huyên với nhau là cả một buổi tối luôn, còn bây giờ là
đi ra ngoài cho đỡ ngột ngạt chút xíu thôi vẫn phải về liền rồi. Tại chán quá. Đó, thật sự vậy. Tại vì bây giờ mà mọi người có biết là thành phố bây giờ rất là u ám, rất là buồn bã. Bây giờ mọi người được có mua nước, có đi ra ngoài bộ, cũng có gì đi chơi ngoài đó không? Thiệt, đây là cảm người nhìn nhau, người nhìn nhau, đợi đến lúc mà bị mời đi chỗ khác. Đúng rồi. Cứ thế và cứ thế thôi. Dạ, còn thêm một cái nữa nè, biết là sau dịch sẽ làm gì liền á? Đi spa. Trời ơi, mọi người có biết là mụn ẩn của tôi nó càng ngày càng nhiều, tôi không lấy ra được tại vì các spa đóng cửa hết trơn rồi. Mình cảm thấy là bữa giờ các bạn mà có nhu cầu làm đẹp á, bữa giờ cũng rất là buồn bã thì cắt tóc nè. Đây. Vì nghỉ. Cái tóc tôi bây giờ nó không biết nó là màu gì. Nó không phải bạch kim mà nó cũng phải là không phải là màu xám khói, mà hồi đầu là mình nhuộm màu xám khói, nhưng bây giờ nó ra thành màu bạch kim, mà sắp tới nó chuẩn bị nó ngã ngã vàng vàng cũng chẳng biết nó là cái màu gì. Đấy, ra bây giờ chỉ cần cái tiệm cắt tóc vừa mở một cái thôi, bất kể tiệm gì không quan trọng, chạy thẳng vào đó và nhuộm lại liền. Nhuộm lại liền, có thể là một màu khác hoặc có thể là màu đen trở lại cũng được. Nói chung là không thể nào mà để một cái tóc một cái màu người ta nhìn vô người ta không biết nó là cái màu gì trên đầu được. Thì cái này là các bạn nam cũng đang rất là vướng, mà xui nhất là quán bao không nhuộm ngay cái thời điểm mà nó chưa ban phát lệnh cấm, mà vừa nhuộm xong một cái là ngày hôm sau ban phát lệnh cấm đóng cửa hết tất cả các dùng tóc. Trong khi đó tôi được bảo hành cái đầu này trong vòng một tuần thôi, cái đầu này chỉ được bảo hành trong vòng một tuần, có nghĩa là một tuần sau đó nó bay màu thì mình được đi giảm lại miễn phí, trong khi đó bây giờ không được giảm lại luôn. Nhưng mà còn giữ phiếu thì chắc qua dịch này sẽ họ sẽ phục vụ lại cho mình. Nhưng mà trăm phiếu nó có ghi thời hạn, chẳng biết là nó có làm lại hay không. Và còn gì nữa, còn những điều gì mà mình muốn làm ta? Mấy các bạn khán giả là coi chương trình không biết là sẽ muốn làm điều gì. Riêng là mình thấy là có những cái mình sẽ có những bạn nói cho mình là sẽ ăn ủng hộ những cô chú mà bán những cái hàng quán mà lề đường mà phải bị ảnh hưởng bởi dịch này nè, là nghỉ hết. Thì cái đó là cái nhiệm vụ mình nghĩ rằng là khá là ok. Các bạn sẽ ăn ủng hộ lại. Nhiều khi cái chuyện mà bây giờ là đi cà phê hoặc đi tập thể dục buổi sáng sớm là chưa, lúc trước đây nó khá là điều bình thường, nhưng bây giờ ra đường là bắn hoe luôn mọi người. Và không nhắc tới cái chuyện đó thì mình mới nhớ là các bạn nên không nên tập thể dục vào thời điểm này. Sao? Có nghĩa là tại vì có rất nhiều người họ kiểu dẫn lì hay không biết nữa, mà người ta đã rào lại rồi, người ta đã che chắn lại rồi, cũng ráng chèo vô tập cho bằng được, như là không quá tụ tập quá ba người. Đúng rồi, tập chúng ta vẫn nên tập những bài tập cơ bản ở nhà. Và thêm một cái nữa là Quang Bo nghĩ rằng là những bài tập gym họ nhịn được, thì tại sao những người mà đi bộ tập thể dục họ nhịn không được ta? Tại vì nói chung là cái chuyện đi bộ với những cái hiệu quả tập đó không thể nào mà nó bằng một cái tập gym được, đúng không nào? Nếu như nó bằng thì người ta tốn tiền tập gym làm gì. Nhưng mà không hiểu tại sao là vì cái vấn đề đi bộ nó quan trọng hơn vấn đề tập gym hay sao á, mà mọi người nhất định là phải không được bỏ đi đi bộ. Mà ngộ nhớ một cái vậy nè, là cái mùa không dịch á thì đi bộ có thể là hôm nay làm biến quá nghỉ 2, 4, 6, 3, 5, 7. Còn nếu như một cái ngày dịch đó mình càng cấm càng làm hay sao á, là đi tập thể dục càng hăng sai hơn nữa. Đây là điển hình luôn, tại vì Quang Bao có từng ngồi ở ngay chỗ Hoàng Sa Trường Sa bờ kè đấy, Quang Bao ngộp quá chứ Quang Bao ra ngoài ngộ, Quang Bao không gió, thì Quang Bao mới phát hiện ra rằng là ủa sao những người tập thể dục lại đông hơn những ngày bình thường. Ngày dịch nó lại đông hơn ngày bình thường, nó bị vô lý cái điểm đó. Đấy là Quang Bao khuyên là mọi người không nên nhé, tại vì rất là nguy hiểm. Chúng ta không thể nào biết được ai mới vừa đi nước ngoài về, hoặc là ai mới vừa tiếp xúc với người bệnh về. Nên là cái nơi mà các bạn nghỉ là các bạn tập thì người ta sẽ được nghỉ chen với các bạn, như là công viên Tao Đàn nè. Đúng rồi. Và chúng ta sẽ người ta chạm rất là nhiều cái máy tập. Và đó, nên nhớ rằng là con virus corona đó nó có thể ở tồn tại ở trên một cái kim loại, mặt phẳng kim loại trong vòng tới 5 giờ đồng hồ. Nghĩa là trong 5 tiếng đồng hồ đó, người ta hắt xì hơi hay người ta gì đó, người ta để cái tay lên cái ghế đá hay là cái gì đó thì mọi người cũng đâu có biết được. Đấy. Và đặc biệt thêm một cái nữa, rất nhiều người, và nói thẳng ra luôn, đây cũng là một cái nó cũng vừa đúng mà vừa sai. Tập thể dục dĩ nhiên không thể nào đeo khẩu trang. Tập thể dục hít đất đồ này kia làm sao mà đeo khẩu trang, thở sao nổi. Nhưng mà bây giờ tháo ra thì chết. Ủa vậy thôi ở nhà luôn cho đầu luôn đi. Đúng không? Tự nhiên không phải đi tập thể dục. Tập thể dục xong phát hiện ra là không thể nào mà vừa tập thể dục vừa đeo khẩu trang được. Thế là đeo khẩu trang vào. Đeo khẩu trang vào rồi lại cởi ra. Ủa là sao? Thật sự là trong không gian nhà của mọi người chắc chắn là sẽ có một khoảng không gian vừa đủ. Đó. Mọi người tập những bài tập cơ bản tại nhà thì ngột ngạt quá thì lâu lâu à, một tuần hay là một hai bữa chúng ta đi dạo ra ngoài một chút xíu. Đó, nhưng mà vẫn phải giữ cái mà nó luôn nè. Giữ an toàn cho bản thân mình. Đây là một cái thời điểm mà rất là thích hợp để mà chúng ta có thể mua sắm một vài cái vật dụng thể thao. Ví dụ như cục tạ mini, hoặc là một cái vòng để lắc, hoặc là một cái quả bóng nhỏ, hoặc là một cái quả bóng to để mà hay kiểu yoga thể dục nhịp đều này kia đó. Thì có thể áp dụng những cái đó để mà thay thế được, mà nói chung là về hàm lượng calo đốt cháy thì mọi người nghĩ là nó ngang nhau. Đấy, mọi người hay bị đó. Mà kiểu hình như là càng cấm càng làm hay sao á. Nói chung là ai cũng sẽ có một cái kế hoạch để mà sau dịch là chuyển liền. Tại vì ai cũng ở trong nhà một khoảng thời gian quá lâu rồi.
kể cả những bạn làm văn phòng bây giờ là cũng hiện tại đang cũng rất là hạn chế phải rồi. Làm việc ở nhà rất là nhiều. Đúng rồi, một nửa nhân viên phải ở nhà làm việc và một nửa nhân viên vẫn phải lên đó làm và vẫn phải lên đó làm và vẫn phải áp dụng những cái biện pháp phòng chống. Thí dụ như đeo khẩu trang nè, hoặc là ngồi cách nhau 2 mét nè, thì những cái đó là tại vì Wombo cũng có qua vẫn có những cái shop nhỏ. Những cái shop nhỏ đều quay thì Wombo mới quan sát được là thấy là nhân viên văn phòng họ chấp hành những cái việc đó rất là tốt. Và Wombo cũng chỉ là lên đó quay và đi về liền và cái khoảng cách an toàn vẫn là 2 mét nha mọi người. Có nghĩa là ekip và diễn viên vẫn giữ khoảng cách 2 mét, vẫn đeo khẩu trang và gần như là không tiếp xúc với nhau, chỉ có truyền đạt với nhau bằng lời nói thôi. Là nói bên kia bên đây nghe, cách đây 2 mét nghe. Nói chung là mọi thứ được rất là kỹ thì tại sao mình ở nhà mình có một cái điều kiện phòng chống tốt hơn so với là những bạn mà đang đi làm ở ngoài đó thì mình nên tận dụng. Ok, thì nói chung là chủ đề của ngày hôm nay đơn giản như thế thôi. Bây giờ là Wombo đang make up để mà chuẩn bị đi công việc một chút xíu và sau đó Wombo sẽ về liền. Đấy, thành thử ra là mình cũng đã hơi bộ rồi, mình cũng hơi trễ đó. Mọi người chúc mọi người tối vui vẻ nha nhé. Theo dõi sẽ lúc 19 giờ mỗi ngày.